Xin thân mến kính chào toàn thể tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em đang cùng quan tâm, truy cập và theo dõi video trên kênh YouTube của Phụ Kiện Audio. Mọi thông tin chi tiết về tư vấn phối ghép lắp đặt trong hệ thống dàn âm thanh cũng như là trực tiếp đặt hàng tất cả những cái mẫu mã sản phẩm mà Phụ Kiện Audio quay lên giới thiệu, các bác và anh em có thể nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo với em qua số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình ở đây 0835 31 8889. Nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo. Và trước khi vào nội dung chính của video ngày hôm nay thì quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Phụ Kiện Audio bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo ngay phía bên cạnh để có thể thường xuyên cập nhật được những video mà Phụ Kiện Audio quay lên mỗi ngày. Và trong video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến với tất cả các bác và anh em một cái dòng củ loa rời Midbass 16 của hãng Pioneer sản xuất. Model sản phẩm là P8816 để các bác và anh em chúng ta cùng nhau xem, tham khảo, lựa chọn mua sắm phối ghép cho thiết bị dàn âm thanh của mình. Về cái dòng củ loa rời như này thì các bác và anh em có thể tham khảo để độ chế thay thế vào trong những cái thùng loa mà cặp loa cũ bên trong nó cũ rồi, cháy hỏng, kém chất lượng, âm thanh cho ra không còn hay nữa thì các bác và anh em có thể là độ chế thay thế những cái củ loa rời này vào, và cũng là để dành cho các bác và anh em chúng ta đang đóng loa, dóng loa mà đang đi tìm cho mình một cái dòng củ loa rời Midbass 16 chất lượng tốt, giá thành phải chăng thì có thể tham khảo về cái mẫu ngày hôm nay em giới thiệu nhé. Ngay bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết đến với tất cả các bác và anh em về cái dòng củ loa rời Midbass 16 Pioneer P8816 này. Đây là về cái thiết kế mặt trước của sản phẩm, thiết kế mặt tròn với 1, 2, 3 và 4 lỗ bắt ốc ở đây. Cái điểm cộng ở cái thiết kế này đó là ở phần vành loa này thì đều có những cái mút xốp như các bác và anh em có thể nhìn này. Em sẽ quay trực diện vào đây để các bác và anh em xem này. Đấy, ở vành loa này có những cái mút xốp xung quanh vành loa nhá. Đấy, xung quanh vành loa thì có cái mút xốp này. Bốn lỗ bắt ốc này, gân loa thì là gân cao su, đàn hồi thì cực kỳ tốt rồi. Những cái dòng củ loa rời Midbass 16 này thì có cái gân cao su này, đàn hồi tốt rất là tốt này. Mặt loa màu đen này, gân cao su này, vành loa này, có mút xốp này. Phần khung loa thì rất là chắc chắn, to bản như này. Các bác và anh em để nhìn qua một lượt, em sẽ quay một vòng để các bác và anh em chiêm ngưỡng này. Đấy. Khung loa thì rất là to, chắc chắn và dày bản như này. Hai phần tai loa có đánh dấu cộng trừ âm dương rõ ràng ở đây. Phần tai dương là phần tai to có đánh dấu cộng này. Phần tai nhỏ là phần tai âm có đánh dấu trừ ở đây, đánh dấu cộng trừ âm dương. Nhìn ở đây thì các bác và anh em có thể nhìn thấy cái phần nhện loa này. Nhện loa thì vàng óng như tơ. Đấy, nhìn tổng thể dòng loa này rất là to đẹp như này. Khung loa thì to chắc chắn dày bạc. Gân cao su đàn hồi tốt này. Vành loa có cả bút xốp như này. Phần củ từ cũng khá là dày cả nhá. Phần củ từ ở đây này. Và mặt ốp đằng sau là tên thương hiệu cũng như là một số những cái thông số kỹ thuật của sản phẩm. Đầu tiên là Pioneer, model sản phẩm là P8816. Đầy đủ số series của sản phẩm ở đây. Đấy, trở kháng là 8 ohm nhé. Trở kháng đây là 8 ohm này. Độ nhạy là 90 decibel. Và công suất là 100W trên một củ loa. Đấy, công suất là 100W trên một củ loa. Trở kháng của nó là 8 ohm. Độ nhạy là 90 decibel. Một dòng loa cực kỳ đẹp như này. Các bác và anh em để là độ chế thay thế vào những cái dòng củ loa rời như này thì các bác và anh em đóng loa những cái dòng loa buxel ấy. Đấy, đóng những cái dòng loa buxel. Vừa làm mid vừa làm bass luôn. Hoặc là đóng những cái dòng loa hai đường tiếng. Rất là hay, các bác và anh em ở nhà chúng ta có những cái thùng loa 3 đường tiếng mà là cái đường dành cho loa mid nó có vách ngăn rồi thì độ thêm một con Midbass 16 này vào trợ lời cũng rất là ổn định nhá. Ngay bây giờ thì em sẽ đo kích thước để các bác và anh em chúng ta cùng nhau tham khảo. Đầu tiên là kích thước toàn vành ở đây, kích thước toàn vành ở đây là 16,5cm, 16,6 các nhá, 16,6, chính xác của nó là 16,6. Đường kính chéo giữa hai cái tâm ốc ở đây nó là 16cm và đường kính thẳng giữa hai cái đường ốc ở đây nó là 11cm này. Chéo ốc là 16, đường kính toàn vành là 16,6cm. Rất là đẹp như này. Đường kính gân loa phía bên trong của nó thì là 14,5 các nhá. Đường kính gân loa phía bên trong là 14,5 này. Đấy. Khung loa thì rất là to. Để em đo phần củ từ để các bác và anh em xem nhé. Phần củ từ ở đây thì chúng ta sẽ có củ từ là 10cm. Đấy, củ từ là 10cm. Độ dày củ từ là 2cm các ạ. Độ dày của từ là 2cm, đường kính toàn vành của từ là 10cm, dòng loa rất là đẹp như này. Đấy, các bác và anh em có thể là độ chế thay thế vào trong những cái dòng loa mà chúng ta yêu thích. Midbass 16 Pioneer P8816, tổng thể thì rất là đẹp như này. Còn bây giờ thì em sẽ test chất âm của cái dòng loa Midbass 16 này để các bác và anh em chúng ta cùng nhau thẩm âm và nghe thử. Trong video này thì em sẽ test cả nhạc không lời và cả nhạc có lời. Và em sẽ sử dụng cái mạch phân tần của Anginet mà hiện tại em cũng đang bán luôn 320.000 đồng một bộ, bao ship toàn quốc và có sẵn dây chờ như này cho các bác và anh em nhé. Trong video này cũng sẽ là test cái mạch phân tần đấy để các bác và anh em ra nghe luôn. Tiện thể là test con Midbass 16 này luôn. Em sẽ test cả nhà có lời, cả nhà không lời nhé. Để các bác và anh em chúng ta cùng nhau nghe thử. Đấy. Còn các bác nào mà đang cần mạch phân tần 3 đường tiếng, giá rẻ, chất lượng tốt thì có thể tham khảo
mạch phân tần loa của hãng Zinet đấy, chép này, median mid này, đường dành cho loa bass này, input này, có rất là nhiều con tụ ở đây. Một con tụ 6.8 400V này của tụ của Pháp này, một con tụ 2.2 này, hai con tụ CMPP 310 này, một con chở xứ 30W 37 ohm. Đấy, hai cuộn cảm có lõi sắt từ bên trong rất là đẹp như này. Ngoài phân tần 320.000 đồng một bộ sản phẩm, hai bảng mạch và bao ship cũng như là có sẵn dây chờ như này cho các bác và anh em nhé. Ngay bây giờ thì em sẽ đấu nối sản phẩm để test cặp loa mid bass này để các bác và anh em chúng ta cùng nhau thử âm. Vừa xong thì em vừa tạm dừng một chút để tránh mất thời gian của các bác và anh em, thì em đã đấu sẵn những cái dây như này vào rồi. Đấy, em sẽ đầu tiên là test nhạc không lời trước để các bác và anh em chúng ta cùng nhau nghe thử nhá. Xin mời tất cả các bác và anh em. Hiện tại là em đang test ở môi trường ngoài, chưa cho vào trong thùng, thì khi mà cho vào trong thùng thì còn hay nữa. Đánh tiếng rất là chắc tiếng luôn. Vừa xong thì là nhạc không lời, còn bây giờ thì em đã chuyển qua nhạc có lời để các bác và anh em chúng ta xem cái giải mid của cái dòng củ loa rời mid bass 16 này nó có ngọt ngào hay không nhá. Xin mời tất cả các bác và anh em để em chuyển qua nhạc có lời này. Vừa xong thì em vừa thực hiện bản test chất âm của dòng củ loa rời mid bass 16 cả nhạc có lời và cả nhạc không lời để các bác và anh em chúng ta cùng nhau thẩm âm và nghe thử. Còn bây giờ thì em xin phép là được thông báo mức giá của dòng củ loa rời mid bass 16 này để các bác và anh em chúng ta cùng nhau tham khảo nhé. Một cặp củ loa rời mid bass 16 Pioneer P8816 hiện tại đang có mức giá là 950.000 đồng một cặp hai chiếc các bác và anh em nhé. Một cặp hai chiếc, bao ship toàn quốc, nhận hàng kiểm tra đúng hàng thì mới phải thanh toán 950.000 đồng một cặp hai chiếc như này. Đấy, các bác và anh em chỉ cần một chiếc để chúng ta độ chế hoặc là chúng ta thay thế, em cũng sẽ là bán một chiếc cho các bác và anh em nhé. Tùy theo là nhu cầu của sử dụng của các bác và anh em thế nào thì em sẽ bán như thế cho các bác và anh em. Và mọi thông tin về đặt hàng sản phẩm các bác và anh em có thể nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo với em
qua số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình 0835318889, nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo. Và em xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể tất cả các bác và anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.